Cây xanh rì rào cùng đọc sách với những vòm cây là dự án ý nghĩa vừa được triển khai tại Thảo Cầm Viên, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình, trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì các em nhỏ sẽ vừa được nghe đọc sách, vừa tham gia tương tác, hỏi đáp xoay quanh nội dung của câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều sẽ truyền tải một thông điệp giàu ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng nhớ. Việc đọc sách hay truyền cảm hứng yêu thích đọc sách cho trẻ trong không gian trường học, thư viện đã khá phổ biến. Nhưng việc cùng ngồi quây quần dưới vòng cây xanh và lắng nghe những câu chuyện thú vị cũng đã mang đến cho trẻ em và cả phụ huynh thêm rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Chị thì chị rất là thích những cái hoạt động như vậy á, tại vì thứ nhất là giúp cho con nó có thói quen đọc sách, thứ hai là tại vì tổ chức, cái nơi tổ chức ở đây nó cũng gần gũi với thiên nhiên, nó mát mẻ, rồi tụi nhỏ có thể thị phạm sau khi mà đọc những cái cuốn sách. Sau mỗi cái quyển sách được đọc, được nghe thì mình sẽ có những cái hoạt động là giúp tương tác với sách, nghĩa là các bé sẽ nhớ được cái câu chuyện đó hay không, hay là các bé sẽ nghĩ gì sau khi được nghe cái chuyện đó. Cây xanh rì rào cùng đọc sách với những vòm cây không chỉ là sân chơi mới lạ mang đến cho trẻ em tại đô thị một không gian khác biệt, mà còn giúp truyền cảm hứng đọc sách, mang lại những giá trị tinh thần, đồng thời kết nối trẻ em với thiên nhiên và không chỉ cùng nhau đọc sách và tương tác. Sau mỗi câu chuyện, các em nhỏ sẽ được tham gia vào những trò chơi sáng tạo như vẽ tranh, chia sẻ giấc mơ, từ đó đúc kết ra được những bài học đáng quý dành cho riêng mình.